Có nhiều bạn tự tin nói rằng là mình nói rất là hay, mình nói rất là chuẩn, mình nói rất là tuyệt vời, giọng nói của mình rất là hay, giọng nói của mình rất là thuyết phục được người khác. Nhưng có 5 bí quyết mà các bạn không biết được rằng là nó sẽ giúp cho mình có được cái cột hơi tốt, tạo được một cái tiếng nói hay, một tiếng nói trầm ấm và vang. Và 5 bí quyết đó là gì? Thứ nhất, đó là bộ phận tạo lần hơi. Thứ hai, bộ phận phát thanh. Thứ ba, bộ phận truyền và tăng âm. Thứ tư, bộ phận tạo ra tiếng nói. Và thứ năm, đó là bộ phận cảm xúc của chúng ta. Thế thì bộ phận tạo làn hơi nó sẽ gồm những gì? Bộ phận tạo làn hơi nó sẽ gồm có cái cách để chúng ta hít hơi như thế nào để cho đúng, để cho nó không có bị mệt. Và cái bộ phận lấy hơi, lấy như thế nào, kỹ thuật lấy hơi như thế nào để chúng ta không có bị mệt. Rồi, cái thứ hai nữa là bộ phận phát thanh. Bộ phận phát thanh là bộ phận nào? À, hãy liên hệ ngay trong VB nhé. Rồi, bộ phận thứ ba là bộ phận truyền và tăng âm. Tại sao có những người nói rất là hay, có những người tự tin nói rất là hay nhưng mà khi nói ra thì không có ai muốn nghe. Đó thì đó là cái lý do để cho cái bộ phận truyền và tăng âm nó sản sinh ra đời, để giúp cho chúng ta học qua được những cái lý thuyết này sẽ giúp cho chúng ta thành công hơn, được nhiều người quý mến và yêu mến mình hơn. Bộ phận thứ tư là bộ phận tạo ra tiếng nói. Thì tiếng nói, ồ thì nhiều người người ta thắc mắc là tiếng nói thì cứ nói là nói bình thường thôi chứ có gì đâu mà phải là bộ phận. À vâng, thưa xin thưa là cái gì cũng phải có bộ phận hết. Rồi, ví dụ như bộ phận tạo ra tiếng nói là gồm có răng, lưỡi và môi. Và cuối cùng đó là bộ phận tạo ra cảm xúc của chúng ta. Khi chúng ta đọc một văn bản, khi chúng ta nói một cái câu thoại nào đấy, hay là khi chúng ta nhìn nhận một cái vấn đề nào đấy để chúng ta nói ra, thì đó vẫn là trên phương diện của một văn bản, của một vấn đề và chúng ta nhìn nhận và chúng ta nói ra. Nhưng khi chúng ta nói ra, chúng ta phải đặt cảm xúc của chúng ta vào trong cái câu nói đó, và đặt cái suy nghĩ, cái tâm tư của mình, đó chính là cái cảm xúc của mình, để làm sao cho cái bài nói của mình nó thật hay, nó thật thú vị và nó thật là vui vẻ, dí dỏm, hóm hỉnh, tạo được cái sự hứng thú đối với người nghe, tạo được sự thuyết phục ở người nghe, thì lúc đó mình mới được nhiều người tin tưởng hơn và quý mến mình hơn. Xin chào các bạn, mình là Trâm VB, là một người rất là yêu cái lĩnh vực chia sẻ và nói chuyện trước đám đông, trước công chúng. Mình đã giúp rất là nhiều bạn sinh viên cũng như là rất là nhiều em nhỏ đã dần dần tự tin hơn qua cái môn học MC này. Thì nếu như mà bạn muốn nghiên cứu sâu hơn về cái cách làm sao để mình thuyết phục được nhiều người hơn nữa thì hãy liên hệ với Trang BB ngay nhé.